hello à, kính thưa quý cô chú anh chị thì à, chiều nay có hai thông tin muốn à, chia sẻ cả nhà à, một thông tin à, nói về à, cái sự thật tại hộ gia đình tại am một thông tin là nói về một cái à, bị can bị cáo à, sắp tới đây sẽ gặp rất là nhiều rắc rối ha thì à, trước tiên á à, gần đây thì chúng ta thấy rằng à, sau khi mà công an long an có cái kết luận điều tra cái vụ việc liên quan đến hộ gia đình tại am đó thì cũng có người ý kiến thế này người gửi ý kiến thế kia À, ở bên phía bảo vệ hội gia đình tại am á, thì họ nói là như vậy là kết thúc rồi mọi mọi cái vấn đề mà liên quan đến hội gia đình tại am mà chỉ dừng lại ở cái cái tội theo điều 331 thôi à, thậm chí là một số luật sư còn nói là tội đó cũng không có gì nó đơn giản thôi nó nhẹ thôi nhẹ mà lại rơi vào khung hai hay cả nhà không biết họ, họ trong đầu họ nghĩ cái gì nữa à, trong khi một số luật sư mà mà ủng hộ bảo vệ hộ gia đình Tam đó, à, có người còn lại cho rằng cái bản kết luận điều tra đó nó vi phạm à, tố tụng như tùm lum tà le học me. À, cái ngay cả cái luật sư không dính dáng gì à, ở trong cái câu chuyện Tà Am cũng cũng nói vậy cả nha à, thì cái cô luật sư này à, hồi chiều thì à, hồi, hồi trưa chứ, hồi trưa anh Đức thì cũng có vài cái lời giáo huấn cổ rồi mà có lẽ là cái cái, cái 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 suy nghĩ cái nhận thức của cổ nó nó nhỏ quá, nó không có tiếp thu được à, cho nên thôi chúng ta gạt qua một bên đi không có nhắc tới cái gì nữa bởi vì cái người này có lẽ là họ họ đang tìm mọi cách để phủ nhận tất cả những cái cái gì hoặc là sự thật của hộ gia đình tại am à, cốt yếu là tại vì cổ không có muốn cái cái những cái gốc khuất của tại am phơi bày à, bằng một cái viện dẫn là cổ không thích bà hàng cho nên những cái gì mà bà hàng làm được bà hàng làm tốt hoặc là bà hàng nói đúng thì cổ không có chấp nhận không đồng tình thôi đó là cái sự ích kỷ của một con người thì à, sắp tới đây thì mọi chuyện nó 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 cái gì chắc chắn là nó sẽ sáng tỏ thôi à, tới đó thì chúng ta cũng biết chứ không cần thiết bây giờ tranh cãi làm gì cho nó mất thời gian cái nha à, bây giờ chúng ta quay trở lại cái việc mà một số luật sư hay những cái người mà ủng hộ hộ gia đình tại Am á, nói rằng cái vụ việc này nó đơn giản lắm nó nhẹ nhàng nó không có gì á hay là có nhiều người thì nói là những cái lời phát biểu của những người trong tại Am á, thì dữ lắm là phạt hành chính thôi chứ còn nếu mà đưa qua hình sự thì nó lại uh, quá nặng tay gì đó trong khi chúng ta thấy rằng cái bản kết luận điều tra là nó rơi vào khung 2 thì nó sẽ rất là nghiêm trọng rồi chẳng hạn như trên báo công an các báo công an thành phố hồ chí minh đó, đã có đăng một đăng tải một cái bài với tiêu đề là sự thật kinh hoàng ở tỉnh thất bồng lai thì em bên bờ vũ trụ nếu mà một tờ báo công an mà dùng cái tip này á, thì cả nhà nghĩ nó cái, cái, cái vụ việc nó đơn giản không nó đơn giản ở mức hành chánh không hay là những lời phát biểu đó không có gì đáng nói hay là xử à, mà hình sự thì quá nặng tay không đã người ta dùng cái tít đó là sự thật kinh hoàng ở tỉnh thất bồng lai đó đó là một cái tờ tờ báo công an chứ không phải là tờ báo uh, lá cải là mít gì hoặc là những cái tờ báo mà đu trên để chúng ta thấy rõ ràng là một cái tờ báo công an nhân dân công an thành phố hồ chí minh thì không thể nào mà người ta đưa thông tin nó soàn soàn được đó thì cụ thể ở trong uh, trong cái bài báo này thì báo công an có đăng một bài một một đoạn với um, nội dung đó là ngày 3 tháng 6 thì nguồn tin của chuyên đề báo công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã hoàn tất bản cáo trạng tỉnh thất bồng lai thì nghe bên bờ vũ trụ đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân Long An đề nghị truy tố ra tòa án tỉnh Long An đối với 6 bị can đó là hoàn tất cáo trạng luôn rồi đó à, bao gồm ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và bà Cao Thị Cúc à, với 6 bị can này bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi hợp pháp tổ chức cá nhân theo khoản 2 linh nhớ là theo khoản 2 nha khoản 2 điều 331 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 vậy thì chúng ta dựa vào cái kết luận này tức là người ta đã truy tố theo cái khoản 2 thì nó không phải đơn giản không có nhẹ như là nhiều người nghĩ rằng À, cái việc này nó chỉ dừng ở mức hành chánh hay là à, cơ quan chức năng đã quá nặng tay đối với hộ gia đình này đúng không nếu mà quá nặng tay thì dữ lắm là mức 1, tại vì họ nói là nằm ở khung hành chánh mà vậy thì dữ lắm là mức một sao cái này lại lên mức 2, đúng không và tất cả những cái gì cái căn cứ nào người ta đã có đầy đủ trong các bản cái bản kết luận điều tra rồi cho nên chúng ta cũng không có tranh cãi với những cái người này làm gì nữa cho nó mệt nhưng mà cái gì chúng ta cần phổ biến chúng ta cần tiếp nhận á thì chúng ta vẫn tiếp tiếp, tiếp tục tiếp nhận theo uh, những cái uh, uh, những cái chia sẻ những cái bản tin từ phía báo chí chính thống ha rồi trong đây thì báo công an có viết một đoạn nữa là theo kết luận điều tra cho thấy một sự thật có thể nói là kinh hoàng phía sau nơi gọi là tỉnh thất bồng lai thì ngang bên bờ vũ trụ mà bấy lâu nay trên không gian mạng nhiều người lầm tưởng và ngay cả trên sóng truyền hình đó, đó mới là những cái việc kinh hoàng và nếu mà nói trên sóng truyền hình thì chúng ta nhớ lại à, có một vài lần những cái người trong hộ gia đình tại em họ ở trên sóng truyền hình đó, họ nói rằng họ chuyên nuôi trẻ trẻ mồ côi ha, nhặt thùng rác, nhặt từ bệnh viện những nơi nào khác cho đó à, nhưng mà chúng ta thấy rất là nhiều lần các tờ báo chính thống đều nói là ông Lê tùng Vân ông có mối quan hệ huyết thống đối với nhiều người ở trong hộ gia đình đó nhưng mà ông luôn miệng ông nói là nuôi trẻ mồ côi À, thì cái chuyện đó thì hạ hội phân giải nhưng mà qua đây thì chúng ta thấy họ đã lừa chúng ta từ ở ngoài đời cho đến mạng xã hội cho đến sóng truyền hình luôn đó mới là ghê gớm thôi cả nhà thế cho nên báo công an đăng tải là kinh hoàng là như vậy đó à. rồi trong đây còn viết một đoạn nữa à, là nhiều người lầm tưởng và ngay cả trên sóng truyền hình những nhóm người đi thi thố hát hò khiến không ít khán giả lầm tưởng một cách oan ức à, họ cứ tin tưởng những cái gì họ nói ở trên sóng truyền hình là nói sự thật nhưng mà không ngờ có sự bắt tay có sự gì đó của một cái công ty truyền thông cho nên họ đã nói sai sự thật và nhiều người lầm tưởng rất là oan ức trong cái vấn đề này ha à, nói chung là à, những cái gì mà chúng ta thấy chúng ta biết và chúng ta hiểu về hộ gia đình tại am mấy năm qua đó ở trên mạng xã hội cũng như là báo chí chính thống thì nó là đúng cho nên bên này báo công an người ta đã đăng tải một bài với với tiêu đề là sự thật kinh hoàng nó kinh hoàng là còn rất là nhiều điều kinh hoàng chứ không có đơn giản về cái vấn đề 331 không à, cái đó thì chúng ta chờ xem thôi à, thì à, xin chia sẻ cả nhà trước tiên á, là về báo công an nhân dân đã đăng tải bài đó ha cái thứ hai nữa là hiện tại thì có một số cái nguồn tin ở trên mạng xã hội rồi một vài một vài người cho rằng là bà Lê Thu Vân à, sắp tới đây sẽ bị truy nã chẳng hạn như luật sư Dữ thì cũng có luật sư Dữ có một cái bài nói về bà dân là có khả năng là sẽ bị truy nã bởi vì uh, có đầy đủ yếu tố để uh, đưa bà này ra bởi vì uh, người ta đã truy tìm, người ta tìm ta uh, chuẩn bị là khởi tố bị can nhưng mà hôm đó thì lại không thấy rồi uh, có cũng có thể là liên lạc tới cái nơi ở của bà đó để không uh, để để uh, tống đạt cái quyết định đó nhưng mà lại không có luôn. Đó. Uh, và một số nguồn tin thì nói là bà này cũng không còn ở trong cái hộ gia đình tại Am đó nữa, uh, ở đâu đó. Hôm trước thì cái bà, có một người lại chia sẻ nói là bà Việt Hà đã từng chứa chấp là cho hẳn một cái căn nhà lớn gì đó để ở thì chắc chắn cơ quan chức năng sẽ tìm đến hoặc là người ta cũng có cách nào đó đi truy tìm mà này thôi còn cái chuyện mà truy nã đó thì sắp tới mình không biết làm sao nhưng mà khi mà nghe được cái thông tin đó đó mình đã có liên hệ với gia đình của cô này gia đình là gia đình gốc ở Cần Thơ nha chứ không phải là cái gia đình tạm vào vũ trụ nha bởi vì nói gì nói chứ cô này cũng còn một cái, cái 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 nguyên quán cái địa chỉ đó thì đương nhiên nếu mà phát lệnh truy nã thì người ta cũng sẽ liên hệ và gửi về địa phương mà bà này là cái nguyên quán nữa để để tìm chứ truy tìm chứ nhưng mà khi liên hệ với gia đình đó thì người ta nói là chưa nhận được bất cứ cái cái cái, cái công văn cái vấn cái giấy tờ gì liên quan đến bà này hết thì không biết là tới đây thì có truy nã hay không nhưng tới hiện thời hiện tại là chưa cả nhà À, bởi vì à, chúng ta thấy à, mấy tờ báo cũng đăng tải á, là cơ quan chức năng đã tách cái vụ đó ra rồi có thể là người ta làm riêng một vụ hoặc là người ta đợi đến cái gì nữa à, để người ta làm chứ không phải là nhập vô cái vụ này bởi vì cái vụ này một số bị can đã đã thừa nhận cái việc cái, cái hành vi sai trái của họ rồi thì à, cơ quan chức năng sẽ đưa ra xét xử riêng à, còn nếu mà sắp tới đây tìm được á, thì người ta sẽ tính khác đúng không do à, đó cái chuyện mà truy nã một bị can ở trong cái vụ việc này thì hiện tại là chưa có cả nha, hiện tại là chưa có. thì um, chắc có lẽ là cũng giống như luật sư Vũ nói thôi, uh, nếu mà đã đầy đủ những yếu tố thì người ta sẽ đưa ra để, um, để có thể là truy nã, truy tìm chứ uh, bây giờ cái vụ việc đâu thể thả thả nổi được, bởi vì cái hành vi của bà đó là đứng trước cổng công an rồi chỉ chỗ rồi nói công an thế này thế kia thì đâu có được, đó, mà nó lan truyền trên mạng xã hội thì hàng triệu người đã theo dõi rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín uy tín rồi uh, À, và ảnh hưởng đến công an huyện Đức Hòa rất là nhiều người ta sẽ làm sáng tỏ thôi đó à, nhưng mà hiện tại thì chưa có ha rồi thì à, muốn chia sẻ cả nhà đôi điều à, buổi chiều hôm nay thôi à, còn cái chuyện mà một số kẻ đã à, cứ à, nhân danh là bảo vệ trẻ em bảo vệ phụ nữ bảo vệ người già rồi à, xuyên tạc sự thật không có chấp nhận sự thật thì à, hạ hồi phân giải ít ngày nữa thì à, có lẽ là họ cũng à, sáng mắt ra còn không không sáng mắt thì họ à, sụp sâu xuống hố luôn không chừng nhất là những người mang danh luật sư ha nói vậy thì cũng hiểu rồi chúng ta cũng không đôi chối nhiều làm gì hết cả nhà rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại